Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn với phần đề thi thử Trung học thông quốc gia lần thứ 11. Hôm qua chúng ta đã chữa được một số câu ban đầu, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tiếp. Ok. Các bạn thân mến, vừa hết bóng đá xong, chúng ta sẽ vào bài. Và hôm nay cô sẽ cố gắng nhờ chữa hết bài hôm nay của chúng ta. Nhờ chúng ta hôm qua mình đã chữa được đến câu số 15 rồi, hôm nay còn 35 câu nữa và mình sẽ phấn đấu chữa hết đề này. Được không ạ? Ok, chào các bạn. Hôm qua cô đang dừng ở câu số 15, đúng không ạ? Chúng hôm nay chúng ta sẽ chữa tiếp từ câu số 16 trở đi. Ok, Việt Nam thua rồi, vậy mình học nhé. Không còn tâm trí gì để đi bão nữa rồi, đúng không ạ? Rồi, với câu số 16, tập trung vào bài hôm nay cô. Và hơi muộn một xíu đây, tập trung vào bài luôn này. Ok, các bạn thân mến, chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Vào nhanh để học này. Hôm nay cô sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn chữa hết đề này nhé. Nhận, chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nói chung là ngồi với cô đến khoảng 11 giờ thôi. Nếu các bạn còn đủ sức thì mình học tiếp. Còn nếu không thì để một bài đọc cuối, cô quay video cũng được. Hiểu không ạ? Ok, các bạn sẵn sàng chưa? Rồi, chào Hải Ngân, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chữa từ câu số 16 trở đi. Và bài hôm nay của chúng ta còn toàn câu khó thì để lại hôm nay, đúng không ạ? Hôm qua mình vừa chữa câu 14, câu ban đầu rất là nhẹ nhàng. Thế mày bắt đầu từ câu số 15 trở đi là toàn câu khó thôi. Toàn câu khó ở lại với chúng ta hôm nay. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là hôm nay bài của chúng ta hôm nay là tương đối đau đầu đấy, đúng không ạ? Nhưng mà rất là may với đề thi thử lần thứ 11 thì cô thấy các bạn kêu rời đất là khó, nhưng mà thực ra thì cái bài hôm nay của chúng ta thì có phần đọc rất là dễ, ngộng phần đọc rất là dễ hiểu. Các bạn sẵn sàng chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi chúng ta bắt đầu học nhé. Chưa, Việt Nam thua rồi à? Vẫn còn thời gian xem bóng đá. Ok. Vẫn còn thời gian xem bóng đá là chúng ta vẫn rất là yêu đời, rất là tự tin rồi. Đó. Rồi, vẫn còn thời gian bỏ ra một tiếng rưỡi đúng không? Xem bóng đá là rất là ok rồi. Rồi, học nhé, sẵn sàng chưa? Ok, các bạn thân mến, các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu học ạ. Rồi, cô chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn hãy nghĩ cho cô xem đi ạ. Với câu số 16, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu 16 là ý gì ạ? Nếu với câu số 16 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok, sẵn sàng chưa ạ? Các bạn thân mến, mấy ngày hôm nay của cô khá là bận, nhậu bận thực sự luôn ạ. Các bạn thấy là tầm khoảng 2 giờ đêm đúng không? Thì cô mới bắt đầu trả lời tin nhắn của các bạn được. Mấy hôm nay cô bận quá. Nên là gần như tất cả các bạn nhắn qua Zalo là cô chưa có thời gian trả lời các bạn được. Lát nữa sau khi dạy xong thì cô còn phải quay bài cho các nhóm giải đề đã. Sau khi quay bài cho các nhóm giải đề xong thì cô mới đi tắm. Nhận sau lúc đấy thì cô mới có thời gian để trả lời các bạn được. Vì vậy mà các bạn nào mà muốn các bạn nhắn cho cô đấy, các bạn cứ nhắn nội dung thôi. Xong lát nữa các bạn đi ngủ cô sẽ trả lời các bạn nhé. Rồi, ok, sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu học nhé. Đúng không ạ? Bắt đầu chưa? Rồi, cô sẽ có này, với câu số 16, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu 16 là ý gì em nhỉ? Ok, với câu số 16, các bạn sẽ chọn được câu đấy của chúng ta đáp án là ý gì? Mình bắt đầu học nhé. Bây giờ là 10 giờ 11 phút, đúng không ạ? Cô sẽ dạy các bạn đến khoảng 11 giờ, nhỉ? Nếu chúng ta mà quá mỏi rồi thì cô sẽ để một bài đọc cuối xuống. Rồi, cô sẽ có này, với câu số 16, cô sẽ có như sau. Ý đề của cô, ý đề câu từ precisely, từ đấy của chúng ta nghĩa là chính xác, từ này là chính xác nhá. Từ chính xác này nó được dùng để nhấn mạnh một cái gì mà bạn nói là đúng, được không ạ? Thế là ý C cô có từ successful nghĩa là thành công. Ý B cô có từ correct là đúng, thì incorrect nghĩa là không đúng, đúng không ạ? Incorrect là không đúng nhá. Còn ý A của chúng ta, chúng ta sẽ có từ accurate. Đấy của chúng ta nghĩa là chính xác. Vậy thì bây giờ cô có hai từ chính xác. Câu này cô đưa vào khó này, đúng không ạ? Cô có hai từ chính xác là ý A và ý D, đúng không ạ? Hai từ này của chúng ta đều có nghĩa là chính xác nhá. Cô sẽ có như sau. Cứ dịch như sau, đây chính là phần mệnh đề này. Nhớ sẽ có như sau này. Cái cách mà chim, đúng không ạ? Các loài chim manage, cố gắng, đúng không ạ? Để mà di chuyển trong những cái khoảng cách vị trí rất là xa một cách chính xác
là một cái khía cạnh aspect, một cái khía cạnh đúng không ạ, mà nó khiến cho rất là nhiều những observer, những cái nhà quan sát đúng không ạ, đã làm sao, đã khiến, đã mê hoặc những nhà quan sát trong nhiều thế kỷ. Vậy dịch câu đấy như sau nhá. Cái việc đúng không ạ, bằng cách nào mà các loài chim lại có thể di chuyển đến những cái vị trí rất là xa một cách chính xác như vậy, là một cái khía cạnh mà nó đã mê hoặc những cái nhà quan sát trong nhiều thế kỷ. Vậy thì với câu số 16 ở vị trí này, theo dịch như vậy, cô cần một từ nghĩa là chính xác. Nhớ ạ, cô cần một từ nghĩa là chính xác. Vậy nếu cô cần một từ nghĩa là chính xác thì cô sẽ bỏ được đáp án ý B, đúng không ạ, bỏ được đáp án ý C. Vậy cô sẽ chỉ còn ý A và ý D mà thôi. Nhớ ạ, ý A D mà thôi. Ok, bạn Kim Hồng thân mến, em cứ nhắn nội dung tí nữa sau khi cô quay bài xong, các nhóm giải đề xong, đúng không ạ? Thì cô sẽ đi tắm xong cô sẽ trả lời tin nhắn của bạn. Chắc khoảng tầm 1 giờ thì cô bắt đầu trả lời tin nhắn của các bạn được nhé. Yeah. Rồi, vậy thì cô sẽ có với câu số 16, cô cần một từ chính xác thì các bạn sẽ chọn đáp án là ý A hay là ý D, đúng không ạ? Các bạn sẽ chọn ý A hay là ý D, bạn xem cho cô câu này như sau này. Ý D, người ta dùng từ chính xác để muốn nhấn mạnh cái điều mà bạn nói là đúng. Vậy thì với câu số 16 chúng ta không chọn ý D được, yeah. Nên chúng ta sẽ chọn được câu 16 chúng ta là ý A. Đó ạ, 16 ý A nhá. Xong câu số 16 chuyển cho cô sang câu 17. Có rất nhiều bạn là sao bảo sao đề này cô lại cho nhiều praise verb thế, sao lại cho nhiều cụm động từ thế, đúng không ạ? Thì với câu số 17, các bạn thân mến, câu 17 các bạn nhìn thoáng qua thì bạn tưởng nó là cụm động từ, nhưng mà thực ra cái này chúng ta lại không phải là cụm động từ. Ý D cô có từ wake up, yeah. Ý D cô có từ wake up, từ đấy của chúng ta nghĩa là thức giấc. Chợ, từ này của chúng ta nghĩa là thức giấc, nó khác gì với từ get up. Chợ, get up là thức dậy, thì từ wake up là thức giấc. Thế cô sẽ có từ bring up, từ đấy của chúng ta nghĩa là gì ạ? À? Nghĩa là nuôi dưỡng. Đúng không ạ? Tiếp này ý C, ý B cô có từ tore up, quảng, đúng không ạ? Từ break up nghĩa là làm, break up nghĩa là làm tan vỡ, chấm dứt mối quan hệ. Vậy thì với câu số 17 không phải là cụm động từ, nghe này, không phải là cụm động từ đâu ạ, mà nó chính là phần cụm từ cố định cơ. Vậy cô sẽ có một cái cụm từ như sau, đó là cụm từ throw up one's hand in. Cụm từ đấy của chúng ta có nghĩa là gì? Cụm từ đấy của chúng ta bằng be trợ bằng be. Ok, cô biết hẳn ra đây nhá. Cụm từ này của cô sẽ bằng cụm từ sau, bằng cụm từ bị sốc, đúng không ạ? Bị sốc. Vậy thì với câu số 17 thừa nhận cụm từ như vậy cho cô thì câu 17 chúng ta sẽ chọn đáp án là B, ý B. Và đây là cụm động từ, đây là cụm từ chứ không phải cụm động từ nhá. Sau câu 17 chuyển cho cô sang câu 18. Câu 15 cô chữa rồi mà. À ok, tí cô lại câu 15. Ở câu số 18 chúng ta sẽ có như sau. Anh ta đã bị nói dối nhiều này, đúng không ạ? Anh ta bị lừa dối nhiều và anh ta thậm chí còn bị đâm sau lưng bởi những cái người, người mà anh ấy nghĩ rằng, đúng không ạ? Những cái người mà anh ấy nghĩ rằng là bạn của anh ấy. Thì với câu số 18 của cô cũng là cụm từ cố định. Câu 18 chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta có cụm từ, đó là cụm từ stab in the back, đâm sau lưng, nhớ nhé. Cụm từ ấy nghĩa là chơi xấu, đâm sau lưng. Vậy cô sẽ chọn được câu 18, đáp án của cô là ý B, thừa nhận cụm từ cố định thôi. Xong chưa? Thì Lâm thua rồi à? Rồi, xong câu số 18, ok chưa? Rồi, xong câu số 18 chuyển cho cô sang câu sau, quay lại cho cô 15 hôm qua. Đang giải đến câu số 15 thì có sấm chớp, đúng không ạ? Với câu số 15, cô sẽ có câu này như sau. Bạn cần phải trộn, đúng không ạ? Với một cái tỷ lệ sạt phòng và một cách hợp lý thì bạn mới có thể tạo ra được cái loại bong bóng, để mà có thể, bạn có thể tạo ra được cái thứ mà bạn có thể làm thổi bong bóng được nó. Cái bong bóng ấy phải giữ được lâu. Vậy thì với câu số 15, vừa nãy cô có là ý A của cô là tỷ lệ này, đúng không ạ? Ý D của cô cũng, ý B cũng là tỷ lệ. Ý C của cô là có thiên hướng và ý D của cô nghĩa là đa số. Vậy câu bài dịch là tỷ lệ, đúng không? Thì cô sẽ chỉ chọn được A hoặc B thôi. Nhưng mà ý A người ta dùng từ percent với tỷ lệ phần trăm, nên là cô sẽ không chọn ý A, thì cô sẽ chọn được tỷ lệ của cái gì trộn với cái gì vào với nhau, người ta dùng từ proportion. Sao chưa? Rồi, xong bài này của chúng ta nhé, chuyển cho cô sang phần sau. Chuyển cho cô sang câu số 19. Nếu như, đúng không ạ? Nếu như các bạn mà tham gia thi thử đủ các lần của cô nhá, thì bạn để ý thấy là từ đề thi thử số 7 trở đi nhá, là riêng cái phần đồng nghĩa trái nghĩa cô cho rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Cô dồn cái phần khó về cái bài tập 14 câu thôi, chứ phần đồng nghĩa trái nghĩa rất là nhẹ nhàng thôi. Cô sẽ có vừa xem đá bóng sao mà cô tưởng đá bóng xong lâu rồi mà bây giờ mới thấy phao, đúng không ạ? Rồi, với câu số 19 rất là nhẹ nhàng, nhận cho cô sẽ có câu này như sau. Dark clouds, những cái đám mây đen
bắt đầu, mình có thể đoán nó qua ngữ cảnh câu nhá, đúng không ạ? Những cái đám mây đen bắt đầu spread out, đúng không ạ? Bắt đầu làm sao? Bao trùm kín bầu trời. Đấy. Vì vậy mà chúng tôi Rob vội vã về nhà nhanh nhất như có thể. Vậy cô sẽ có ia từ shrink, từ đấy nghĩa là co lại, thu lại, đúng không ạ? Cô sẽ không chọn ia. Vậy cô sẽ có từ spread out nghĩa là lan ra, truyền ra, đúng không ạ? Lan rộng ra, truyền ra. Vậy thì cô sẽ không chọn ia, được không ạ? Tiếp này ý B, cô sẽ có từ sau, cô có từ damage của chúng ta, thì đấy nghĩa là cũng là nhỏ lại, thu hẹp lại không được, đúng không ạ? Vậy cô sẽ có ABC của cô cùng một trường nghĩa, nghĩa là thu nhỏ lại. Vậy cô sẽ chọn được câu 19 của cô là ý D với từ extend, mở rộng ra. Xong câu số 19 chuyển cho cô sang câu số 20. Câu số 20, câu này lừa kinh khủng này, đúng không ạ? Cô thừa nhận là câu 20 của cô có tính chất lừa đảo cao. Với câu số 20, các bạn có nhiều bạn sẽ làm sai câu số 20, đúng không? Với câu số 20, cô sẽ có câu này như sau. Nếu như hai người mà trong một mối quan hệ romantic, bạn không thể dịch nó là cái mối quan hệ lãng mạn được, nhỡ gì cả. Nếu như hai người trong cái mối quan hệ yêu đương, đúng không ạ? Thì họ đang là kiểu lovey-dovey. Nhỡ, lovey-dovey là gì? Nhỡ, là những người đang trong mối quan hệ yêu đương. Họ thường hay bày tỏ tình yêu của mình với nhau ở lại công cộng, đúng không ạ? Bằng cách động chạm, đấy, động chạm này, được chưa? Hoặc là nói những cái điều rất là yêu thương. Vậy thì với câu số 20, chắc chắn cô không chọn ý A với từ love là thất tình rồi. Đúng ạ. Tiếp này. Tiếp này chúng ta sẽ có câu số 20, ý B của chúng ta là gì ạ? Ok, câu số 20 của cô ý B sẽ là gì ạ? Ok, các bạn thân mến, cô không hiểu tại sao mà mỗi một lần livestream của cô á, thì tự nhiên lại bị tát những cái đấy vào. Tức là cái đấy mà cô không hề cố tình như vậy, nhưng mà vẫn bị, nhỡ cô cũng không biết làm thế nào. Ở chúng ta sẽ có lại với câu số 20, ý A không được rồi, đúng không ạ? Vậy bây giờ cô sẽ có ý B của cô thì sao? Ý B cô sẽ có từ romantic, từ đấy của chúng ta có nghĩa là gì? Lãng mạn, đúng không ạ? Từ đấy của chúng ta nghĩa là lãng mạn, vậy từ đấy của chúng ta cũng không được rồi. Bây giờ cô sẽ còn ý C và ý D. Nếu các bạn có nhầm thì các bạn nhầm ý C và ý D thôi, chứ còn nếu mà bạn nhầm ý AB thì đáng trách. Cô chỉ chủ định lừa là cô lừa các bạn ý CD thôi, nhỡ chứ còn ý AB thì không lừa tí nào cả, vì nó rất là rõ ràng rồi. Nào, với câu số 20, các bạn sẽ chọn đáp án là ý C hay D? C hay D thôi, nhỡ. Nào, vậy cô sẽ có như sau. Với câu số 20, ý B từ romantic không phải, đúng không? Người ta không bao giờ định nghĩa như vậy được. Vậy cô sẽ có là nếu như hai người đang yêu nhau thì họ là, đúng không? Họ rất là lovey-dovey. Lovey-dovey là gì? Đúng không? Họ hay bày tỏ tình cảm với nhau ở nơi công cộng bằng cách động chạm nhau này, đúng không? Bằng cách động chạm, đấy là cô dịch theo mức cách mà nó dễ là nhẹ nhàng nhất ấy, đúng không? Bằng cách động chạm này, đúng không? Bằng cách sờ này, đúng không? Và nói những cái điều rất là yêu thương với nhau. Vậy cô sẽ chỉ còn C và D, thì với câu này các bạn sẽ chọn là C hay D ạ? Chưa, ý C cô sẽ có là, các bạn sẽ thấy là hai từ ấy nó gần gần giống nhau. Câu số 20, ý C của chúng ta từ đấy có nghĩa là thổ lộ giải bày tâm tình. Chưa, còn ý D của chúng ta với từ affect, từ đấy của chúng ta nghĩa là bày tỏ cảm xúc giữa những người yêu đương với nhau. Vậy thì câu số 20 chính xác của chúng ta đáp án phải là ý D. Nhớ, cái ý C đó có nghĩa tương tự thôi nhưng không phải. Xong câu số 20 chuyển cho cô sang câu số 21. Câu số 21 là một câu rất là vi diệu, đúng không? Hôm đấy nó có một lỗi một chút về đề. Tức là bài này của chúng ta đang là bài tìm từ trái nghĩa, mà hôm đấy cô để trống cái chỗ này mà các bạn vẫn ra đáp án. Đấy, không thắc mắc gì. Câu số 21 của cô lồng cái phần trạng từ vào, cô sẽ có như sau. Cô có thể đoán, thực ra đây là cụm từ cố định, nhớ, nhưng mà mình có thể đoán như sau. Với cụm từ ất ao, cụm từ đấy có nghĩa là gì? Thì mình đoán nó qua ngữ cảnh câu sau, nhớ. Thế thì như sau, sự phát triển về công nghệ có nghĩa là chúng ta có thể làm những giao dịch ngân hàng một cách thuận tiện. Vậy thì cô có thể đoán cái cụm từ đấy nghĩa là thuận tiện, đúng không ạ? Bây giờ trái nghĩa với thuận tiện là gì? Yeah, cô có từ comfortable. Comfortably nghĩa là một cách thoải mái, trái nghĩa thì không phải, đúng không ạ? Ý C từ freely nghĩa là thoải mái, tự do, không phải rồi. Independently nghĩa là độc lập, không phải. Vậy bằng phép loại trừ, câu số 21 cô chọn được đáp án là ý B. Sau câu số 21 chuyển cho cô sang câu số 22. Nếu với câu số 22, đúng không ạ? Với câu số 22 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu 22 là ý gì ạ? Nói chung là mấy câu này cô bịa ra mà, đúng không ạ? Ví dụ như cái câu số đâu nhỉ? Cái câu 20 thì cô lấy trong Cambridge ra, nhưng mà cái câu số 22 như này này, đúng không ạ? Mình có thể bịa ra được, cô bịa ra câu như này được. Thì cô muốn là cái bài tập đồng nghĩa trái nghĩa, cô muốn là các em học dần với cái thói quen là dùng ngữ cảnh của câu đoán nghĩa của từ. Vì bạn thấy là đề của bộ ấy, là các bác ở bộ, các bác ra theo cái kiểu mà có thể dùng ngữ cảnh đoán nghĩa của từ được nhá. Thì cô sẽ có với câu số 22 như sau. Anh ta rất là ương ngạnh, đúng không ạ? Nhưng mà cái việc là nếu như mà mình cứ su lịnh anh ta, đúng không ạ? Thì có thể sẽ rất là hiệu quả với anh ta.
anh ta ương lắm đấy, đúng ạ. Nhưng mà nếu mà bạn click anh ta là kiểu gì cũng sẽ rất là hiệu quả với anh ta, rất là có thể có tác động được tới anh ta. Vậy thì cô sẽ suy ra cái cụm từ như sau, đó là cụm từ work like a charm on. Cụm từ đi có nghĩa là gì? Có tác động được, có hiệu quả được. Bây giờ trái với từ có hiệu quả được là gì? Mình đoán được, đúng không? Cái này chắc là không nhiều bạn sai rồi. Thì mình sẽ có từ successfully. Successfully. Từ đấy của chúng ta có nghĩa là thành công. Vậy cô không chọn ý A. Ý B cô có từ take effect, có hiệu quả. Mình không chọn ý B. Chứ ý C cô sẽ có từ turn out là hóa ra thành một disaster, một thảm họa. Vậy cô cũng không chọn ý C. Từ đó cô chọn được câu AI của cô là ý D. Vậy thì ngược với cái từ có tác dụng thì nó sẽ là từ không có tác dụng. Đâu ạ. Xong, bạn sẽ chuyển cho cô sang bài tập sau của chúng ta. Bài tập đọc điền. Đó ạ, với bài tập đọc điền của chúng ta, nói chung là cô không hiểu tại sao các bạn lại nói rằng là đề khó, trong khi đó thì cô có cho cô khó thật. Nhưng mà ví dụ bạn thấy là khác với những lần trước, lần này bài tập đọc của cô rất dễ. Đúng ạ, bài tập đọc rất là dễ. Rồi, cô sẽ có như sau này. Với câu số 23, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu số 23 là ý gì nhá. Với câu số 23, các bạn sẽ chọn được câu đáp án là ý gì? Bạn nhìn cho cô này. Với bài tập đọc điền, các bạn sẽ nhìn cho cô vào đáp án trước. Đáp án cô sẽ có từ sau, từ when này, từ where này, từ which và từ what. Vậy thì với câu số 23 của chúng ta, thì câu này sẽ về phần kiến thức về phần đại từ quan hệ. Ok không em? Kiến thức về đại từ quan hệ nhá. Vậy với kiến thức về đại từ quan hệ, em xem cho cô vị trí ở câu này của chúng ta là gì? Bạn hạn chế phần dịch cho bài tập đọc điền. Bởi vì sao? Đọc điền là phần chỉ kiểm tra em kiến thức về từ vựng và ngữ pháp thôi, chứ cũng không phải là kiểm tra em kiến thức về đọc hiểu, đọc dịch. Nên là em không cần phải dịch. Với câu số 23, cô nói rằng là câu này là kiến thức về đại từ quan hệ, đúng không ạ? Em chỉ cần quan kế cứ cho cô bằng từ time là thời gian. Đúng không ạ? Căn cứ là time là thời gian là rất nhiều bạn bị lừa. Rất nhiều bạn bị lừa. Bởi vì sao ạ? Bạn như rất là nhiều bạn bạn thấy là time là thời gian thì phải dùng when, đúng không ạ? Thế là bạn bị lừa câu này. Thực ra câu này cô cho vào các bạn để lừa những bạn nhẹ dạ cả tin thôi. Như chúng ta sẽ có như sau. Bạn căn cứ cho cô đằng sau có has been là động từ. Vậy thì ở phía trước động từ ở đây cô cần chủ ngữ. Nếu như cô cần chủ ngữ, nhớ. Dạ rồi, giải thích giúp em tại sao cô này dùng which, đúng không ạ? Có rất nhiều bạn nghĩ when là time là thời gian. Thời gian phải dùng when, đấy là suy nghĩ của các bạn, đúng không ạ? Nhưng bạn nhớ cho cô như sau này, người ta gọi when là gì? Người ta không gọi when là đại từ quan hệ, mà người ta gọi when là trạng từ quan hệ. Trạng từ quan hệ là thay thế cho cái gì ạ? Thay thế cho trạng ngữ, đúng không ạ? Anh này của cô phải thay thế cho trạng ngữ chỉ thời gian nhá. Nhưng mà ở vị trí này cô không cần trạng ngữ mà cô cần chủ ngữ. Vì sao cô biết là cần chủ ngữ? Bởi vì đây cô có động từ thì phía trước động từ phải là chủ ngữ, đúng không ạ? Nếu là chủ ngữ thì phải bỏ when đi, không dùng when được. Anh what không phải là đại từ quan hệ, bỏ, đúng không ạ? Chả liên quan đến anh where, cho anh loại ngay từ vòng gửi xe. When bị lừa thôi, đúng không ạ? Những bạn nào mà không nhẹ dạ cả tin, đúng không ạ? Thì chắc là bạn sẽ không bị sai câu này. Câu này rất là dễ, đúng không ạ? Nên câu 23 các bạn sẽ chọn đáp án là ý C. Mặc dù một câu rất là dễ nhưng có rất nhiều bạn sẽ bị lừa, đúng nhá. Xong câu số 23 chuyển cho cô sang câu 24, đúng không ạ? Các bạn nói rằng là đọc điền khó, thưa với các bạn là đọc điền rất dễ, hiểu không ạ? Nhưng bạn phải có từ vựng, bạn phải có ngữ pháp thì bạn mới làm được. Nhưng mà đọc điền rất là dễ. Và cô khuyến khích các bạn làm đọc điền chỉ trong thời gian khoảng 2-3 phút thôi. Câu số 24 nhìn cho cô đáp án với từ sau, từ strength, từ mature và từ smart. Vậy câu này của chúng ta sẽ là câu về từ vựng. Với câu về từ vựng chúng ta sẽ có như sau, xem nhá. Cô có từ thông minh này, từ chín chắn trưởng thành, từ khỏe mạnh và từ âm thanh. Vậy thì với câu số 24 cô không lừa tí nào. Nhưng mà với câu số 24 chúng ta sẽ có như sau. Căn cứ bằng từ and hai vế cân nhau, đúng không ạ? Hai cái vế cân nhau nhé. Đằng sau cô có từ active là tính từ, nhớ. Vậy thì ở phía bên này của cô cũng là tính từ. Vậy nếu là tính từ thì cô bỏ cái anh này đi này. Cô bỏ ý C đi, anh này là danh từ, đúng không ạ? Anh ấy đứng ở đấy vô duyên quá, bỏ, đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ còn ý A, ý C và ý D nhớ. Vậy thì với câu số 24 chúng ta sẽ chọn được câu số 24, đáp án của chúng ta là gì? Chúng ta có cụm từ như sau. Tức là cụm từ physically. Cụm từ đấy của chúng ta có nghĩa là gì? Là một người có cơ thể rất là, về thể chất thì rất là khỏe mạnh đấy. Vậy thì câu số 24 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý A. Vậy câu này là cụm, đúng không ạ? Thế này, xong câu số 24 chuyển cho cô sang câu 25. Câu 25 của cô thuộc kiến thức về giới từ. Làm gì khó, đúng ạ, cô chả thấy khó tí nào cả. Mà cô phân tích ra có khó đâu, chẳng qua các bạn tự lừa mình đấy chứ, đúng vậy. Rồi tiếp này, với cấu trúc về giới từ thì câu này nó rất là hên xui. Cụm từ đấy bạn biết bạn làm được, không biết thì chịu. Đấy, kiểu như vậy nhá.
Thì với câu số 25, cô sẽ có câu này như sau. Căn cứ bằng từ contribute. Có rất nhiều bạn, ôi thấy cấu trúc này may quá, mình biết cấu trúc này đúng không ạ? Nhưng các bạn lại chỉ biết cái từ contribute đi với giới từ to mà lại không biết rằng nó có thể đi với cả towards. Nhớ, có đóng góp cho. Vậy thì câu số 25, chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu số 25 là ý D. Nhớ. Thực ra cái phần giới từ là một phần rất là rộng, đúng không? Cái cấu trúc của nó rất là rộng, bởi vì sao ạ? Danh từ có thể đi được giới từ, tính từ có thể đi được với giới từ, động từ có thể đi giới từ, thậm chí trạng từ cũng có giới từ đứng trước. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái phần giới từ là một phần rộng, thậm chí nó còn rộng hơn cả cụm động từ, vì cụm động từ nó chỉ có động từ đi với giới từ thôi, đúng không? Nên là cái phần này nó rất là hên xui này, mình biết hoặc mình không biết. Rồi, xong câu số 25, chuyển cho cô sang câu số 26. Với câu số 26, cô sẽ là câu về phần thì, đúng không? Phần thì nhá. Thì cô sẽ có như sau. Câu 26 dễ cực, nhợ dễ cực vì sao? Nó có từ by. Từ by sẽ làm cho cô câu này thành câu bị động. Nếu mà bị động xem cho cô xem câu này chia thì hay không này. Với câu số 26 nhìn cho cô phía trước, cái cách nhìn này rất là quan trọng, nhợ. Với câu số 26 cô có từ sport y. Vậy cô sẽ có y đóng vai trò là động từ chính của câu rồi. Thì động từ còn lại của cô sẽ chia theo rút gọn mệnh đề quan hệ, nhớ. Có by, nhợ có by thì cô ấy sẽ là câu bị động. Vậy cô sẽ chọn được nếu bị động cô sẽ rút gọn bằng cách dùng verb P2. 26 chọn B. Xong chưa, xong chưa? Rồi, xong câu số 26 chuyển cho cô sang câu số 27. Với câu số 27, à có bạn, có nhiều bạn rất là thông minh đúng không ạ? Bạn ấy bảo là quý có cụm từ này rồi, đúng không ạ? Rồi. Xong câu số 26 chuyển cho cô sang câu số 27. Câu 27 cô sẽ có từ have, từ đấy bằng từ therefore. Chợ bằng với therefore, do đó, do vậy nhá. Từ finally, cuối cùng, đúng không ạ? Từ furthermore bằng moreover bằng beside, ngoài ra, in contrast, trái lại trái với. Vậy thì với câu số 27 mình sẽ phải dịch cho cô cái phần đằng trước. Bài này rất dễ hiểu. Nói chung là bài đọc lần này cô cho các bạn rất là dễ hiểu thôi. Nhớ. Thì cô sẽ có với câu số 27 nó sẽ có câu này như sau. Nó không chỉ đúng không ạ? Làm cho chúng ta làm cho cái sự phát triển. Chợ làm cho cái sự phát triển về mặt thể chất đúng không ạ? Mà nó còn làm sao góp phần vào cái sự phát triển về mặt tinh thần nữa. Vì vậy nó đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của sinh viên. Chúng ta có cụm từ play an important role, đóng vai trò quan trọng trong cái gì? Nó góp phần không những về thể chất mà còn về tinh thần. Vì vậy nó đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của sinh viên. 27 rất là dễ dàng. Chúng ta chọn được đáp án là ý A. Chứ cô nghĩ là bài này nếu như các bạn có sai á thì các bạn có thể sai câu 24 thôi. Còn những câu kia dễ rồi nhá. Chuyển cho cô sang bài sau này. Cô sẽ có từ câu số 28 trở đi của chúng ta. Với câu số 28 các bạn sẽ chọn đáp án là ý gì? Nếu các bạn thân mến, đề của cô có khó nhận. Nhưng mà những cái câu khó, ví dụ khó phổ biến là khó về cụm từ thì cái đấy là khó muôn thuở rồi, đúng không? Khó từ vựng thôi. Chứ còn những cái khác thì cô nghĩ là nó vẫn trong cái tầm của các bạn thôi. Chẳng qua là các bạn làm, các bạn chưa có cái kỹ năng làm bài nhiều nên thành ra là những cái câu của cô có tính chất lừa đảo tí là bạn bị lừa ngay. Lừa nhẹ cái bạn cũng bị lừa rồi, nhá. Xong câu số 27 chuyển cho cô sang câu số 28. Ở trong cái phần sửa lỗi sai, nó sẽ sai chủ yếu ở phần sau. Sai ở thì, sai ở bị động và sai về cách dùng từ. Đấy, nó chỉ có ba lỗi sai thôi. Mà chúng ta đi thi trắc nghiệm rất là hay, đó là chúng ta không phải sửa, đúng không? Thì vậy mình cái việc mình xác định được chỗ đấy sai là rất là quan trọng, là mình lính chọn điểm rồi. Vậy cô sẽ có câu này như sau. Dựa trên những cái căn cứ được tìm thấy. Có rất nhiều bạn, đúng không? Có rất là nhiều bạn bảo cô là đáng nghĩa là foul nó phải sai, đúng không? Foul nó phải sai. Nhưng ở đây cô sẽ có là cái căn cứ, cái chứng cứ được tìm thấy thì cái động từ foul này chỉ bổ sung ý nghĩa cho từ này thôi. Cái chứng cứ được tìm thấy đây sẽ là dạng rút gọn rồi, đúng không ạ? Dựa trên những chứng cứ được tìm thấy, mình có cái cấu trúc như sau. Chợ mình sẽ có cấu trúc đó là be based on, dựa trên cái gì. Vậy thì bây giờ nếu mà có rút gọn thì cô sẽ bỏ cái từ ý A, cô bỏ đi, nó đổi thành gì? Based on, được dựa trên, đúng không ạ? Căn cứ vào. Nên là câu số 28 của cô sẽ là ý A sai, sửa cho cô thành based on. Người ta dùng cấu trúc based on chứ không dùng basing on, nhớ nhá. Rồi xong câu số 28 chuyển cho cô sang 29. 29 của chúng ta sẽ là phần kiến thức về thức giả định. Với kiến thức về thức giả định thì coi như câu 29 là các bạn được lấy không điểm câu này rồi gì nữa. Đúng không ạ? Rất là đơn giản. Không không cần sửa và không cần sửa thành having based on em ạ. À. Chỉ cần sửa based on là đủ nghĩa rồi nhá. Nhưng mà em thấy ở trong này nó có hay có là dựa trên một câu chuyện có thật. Đúng không ạ? Thì cái bộ phim làm sao đấy? Đấy. Được chưa? Rồi tiếp nhá. Xong câu số 29 chuyển cho cô sang câu 29 này.
Với câu 29 là kiến thức về thức giả định, kiến thức câu này là câu cho không điểm rồi, đúng không ạ? Cứ nhớ cho cô là insist, đằng sau nó có that, mệnh đề phải chia nguyên dạng với tất cả các câu. 29 ý B sai, sửa cho cô thành từ stop thôi, nhớ. Rồi tiếp này, xong câu số 29 chuyện cho cô sang câu 30. Đây, câu này là câu cãi nhau nhiều nhất, đúng không ạ? Kể cả những bạn ở trong nhóm 9 cộng, cô cũng không biết câu này sửa kiểu gì, mặc dù câu này được lấy ra từ trong nhóm 9 cộng. Câu số 30 cô sẽ có là những cái hoạt động giải trí là cần thiết cho sự phát triển nhân cách và cũng là để duy trì một sức khỏe tốt. Vậy thì với câu số 30, các bạn sẽ chọn được câu này đáp án là ý gì? Thứ nhất này, cô sẽ có cụm từ như sau. Đúng rồi, cụm từ need activities là một cụm từ rồi, hoạt động, đúng, giải trí. Đúng, không sai, bằng phốc lại từ nhé. Cô sẽ có ý B của cô với cụm từ sau, đó là cụm từ necessary for, cần thiết cho, đúng không ạ? Ý B của cô đúng. Tiếp này, và cũng là để maintain, duy trì sức khỏe tốt. Maintain đúng, đúng không ạ? Giữ cho nó không thay đổi mà, maintain đúng. Vậy thì chúng ta sẽ có với câu số 30 của cô sẽ sai câu này ở ý C. Được chưa? Câu 30 của chúng ta sẽ là ý C nhá. Đúng không ạ? Vậy 30 ý C của cô sai ở đâu? Sai về cách dùng từ. Vậy tại sao dùng từ này nó sai? Nhờ bạn nào biết là tại sao nó sai không ạ? Chưa, sai về cách dùng từ. Nhờ tại sao nó lại sai ở đây ạ? Ok, với câu số 30, bạn nào có thể cho cô một cái gợi ý sửa được không ạ? Ok, bạn nào có thể cho cô gợi ý sửa cô câu số 30 không ạ? Đúng rồi, 30 ý C sai, hôm nọ cô cũng cho các bạn đáp án rồi, nhưng vấn đề là bạn sửa nó thành kiểu gì ạ? Đâu ạ? Với câu số 30 chúng ta sẽ có như sau, cô dịch câu này là những cái hoạt động giải trí, đúng không ạ? Rất là cần thiết cho sự phát triển về mặt nhân cách. Nhờ cho sự phát triển về mặt nhân cách nhá. Vậy thì cô sẽ có như sau, cô sẽ có ý C của cô sai vì sửa cho cô từ personal. Từ này của chúng ta không có nghĩa là nhân cách, chứ từ này của cô có nghĩa là cá nhân. Chứ bây giờ em phải sửa cho cô thành từ nhân cách cơ, chứ không thể sửa thành từ cá nhân được, đúng không ạ? Nên em sửa cho cô từ đấy thành từ sau, đó là từ personality. Nhờ, từ đấy nghĩa là cá nhân. Tại sao lại trước danh từ là danh từ? Trước danh từ có thể cộng danh từ, hai danh từ có thể cộng với nhau để tạo thành cụm danh từ hoặc là danh từ ghép, đúng không ạ? Có thể tạo thành danh từ ghép hoặc là cụm danh từ. Về đến câu số 30 cô sai ở ý C, bởi đây cô cần một từ nghĩa là phát triển về mặt nhân cách, đúng không ạ? Nên cô sẽ phải dùng từ sau, đó là từ personality. Từ này mới nghĩa là nhân cách này, chứ còn từ personal, từ đấy của cô nghĩa là cá nhân. Ok chưa? Ok cho em nhỉ? Xong rồi nhá, bây giờ cô sẽ chữa bài đọc cho các bạn, đúng không ạ? Cô sẽ chữa bài đọc vì trong bài đọc này có một cái câu mà các bạn ấy cãi nhau rất là nhiều. Nhớ. Trong bài đọc này có một câu mà các bạn ấy cãi nhau rất là nhiều và cô sẽ chữa cái câu đó. Ok chưa ạ? Rồi. Bạn xem cho cô cái phần này như sau. Đọc cho cô một số câu của đoạn văn để xem chủ đề của đoạn văn là cái gì. Đấy là cái cách học đọc hiểu mà cô hay hướng dẫn cho các bạn trong nhóm như sau. Đầu tiên khi các bạn gặp bài tập đọc hiểu, hãy đọc cho cô một số câu trong đoạn văn để xem chủ đề đoạn văn là gì. Chúng ta sẽ có như sau. Dịch như sau đó là ngày lễ dành cho những bạn gái được biết đến là lễ hội búp bê, đúng không ạ? Được tổ chức vào ngày mùng 3 tháng 3 để cầu nguyện, pray for, đúng không ạ? Cầu nguyện cho sức khỏe, cho hạnh phúc của các bé gái, các bạn gái, các cô gái ở Nhật Bản, đúng không ạ? Hinamatsuri, cô không biết là cô đọc đúng từ này không? Hinamatsuri, đúng không ạ? Tên của cái lễ hội Nhật Bản đấy được đánh dấu bởi làm sao các gia đình bày một bộ những cái con búp bê trong nhà và làm sao phục vụ những cái gì đặc biệt mà nó làm sao nó thường là được trang trí rất là đẹp và rất là delicious, nghĩa là rất là ngon. Vậy là rất là ngon thì suy ra cái này của cô sẽ phải là food, đúng ạ? Chỉ là food thì nó mới dùng cái tính từ này ngon miệng này nhá. Ở chợ. Vậy thì cô sẽ có như sau, cô sẽ làm được hai câu luôn ấy. Dịch cái này cô làm được hai câu. Giờ chúng ta sẽ có với câu số 32 làm cho cô 32 trước nhá. Câu 32 người ta hỏi em cái từ delicacy đấy nghĩa là gì nhá. Hiramatsuri. Rồi ok, Hiramatsuri. Nó sẽ có như sau. Nó sẽ có người ta hỏi em cái từ delicacy đấy nghĩa là gì. Thì vừa lấy cô dịch như sau. Cô có thể không biết từ này là gì, đúng không ạ? Nhưng mà người ta dùng động từ serve, phục vụ này, đúng không ạ? Sau đó sau người ta lại có cuối cùng bằng cái từ ngon để miêu tả cho đồ ăn. Thì cô đoán đây là một loại thức ăn. Rất là dễ để mình có thể đoán được, đúng không ạ? Thì cô sẽ có ý A đó là một loại hoa hiếm, không phải, đúng không ạ? Ý B đó là thức ăn đắt tiền.
Ý C đó là bánh truyền thống và ý D của cô nghĩa là gì? Nước giải khát. Ý D không phải rồi. Thế cô sẽ chỉ còn B và C. Nhận B và C. Thế em tưởng bánh à? Ừ. Rồi vẫn có đáp án để nhầm được đúng không ạ? Nó là một màu đồ ăn em ạ. Ba hai ý B nhớ nhá. Từ đấy nghĩa là đồ ăn. Nhận một món ăn. Rồi xong chưa, xong chưa? Sơn hỏi vị rồi. Vậy thì quay lại cho cô với câu số 31. Trời, câu số 31 người ta hỏi như sau. Câu nào dưới đây có thể là mục đích chính của tác giả trong đoạn văn này? Ý A này, để cung cấp thông tin về cái ngày, để cung cấp thông tin về cái ngày lễ hội dành cho các bé gái Nhật Bản. Ý B là để giải thích ý nghĩa của lễ hội búp bê. Chợ ý C là để miêu tả cái tiến trình của lễ hội này. Chợ và ý D của cô là gì? Để mô tả các thủ tục tiến trình của lễ hội này. Vậy D của cô là để cung cấp lịch sử ngắn gọn về cái ngày lễ này. Thực ra ở trong này chúng ta sẽ thấy là với câu số 31, đúng chưa? Với câu số 31, em nên để câu này xuống cuối. Nhớ, để câu này xuống cuối nhé. Làm cho cô câu số 33 trước. Câu số 33 cô sẽ có như sau, theo như đoạn văn này, đúng không ạ? Thì cái nào dưới đây đúng, câu nào dưới đây đúng về cái ngày lễ dành cho các bé gái Nhật Bản? Sau đó dịch là theo như đoạn văn này, tất cả những cái dưới đây đều đúng về cái ngày lễ dành cho những bé gái ở Nhật Bản. Nhớ. Ngoại trừ ý A này, nó được tổ chức vào ngày mùng 3 tháng 3 để cầu nguyện cho hạnh phúc, cho sức khỏe của các bé gái Nhật Bản. Bạn nhớ chưa cô là đây là dạng câu hỏi according to, là dạng câu hỏi đọc gióng đúng không ạ? Vậy thì mình cứ tịnh tiến từng đáp án trong bài. Nhớ. Nhớ chúng ta sẽ có là ý là cô này, xem cho cô trong bài. Trong bài cô sẽ có như sau. Lễ hội đó được tổ chức vào ngày mùng 3 tháng 3 để cầu nguyện cho sức khỏe, hạnh phúc. Vậy là cô sẽ thấy là có cái thông tin ở chỗ này rồi. Đúng ạ, có thông tin ở chỗ này rồi. Thì cô sẽ không chọn đáp án ý A. Đấy nha, cô gạch cái chỗ này để cho mình nhớ là mình đã có lấy thông tin đấy. Vậy thì cô sẽ không chọn đáp án là ý A. Mình làm cho cô bằng phương pháp loại trừ như vậy. Bỏ ý A rồi. Tiếp này, chúng ta sẽ có ý B của cô thì sao ạ? Ý B của cô dịch câu đấy là gì? Một vài, đúng không ạ? Một vài loại búp bê được cất giữ, nhận, được bảo quản để pass down, truyền lại cho các thế hệ mai sau. Vậy thì cô xem cho cô, hãy xem cho cô trong bài có chỗ nào người ta đề cập đến việc búp bê được cất giữ để truyền lại cho thế hệ mai sau. Thì cô sẽ có câu này như sau, đọc cho cô phần thông tin sau cho đoạn văn. Chờ phần thông tin này cô sẽ có như sau. Theo truyền thống, đúng không ạ? Bố mẹ hoặc là ông bà của những bé gái mới sinh thường mua một bộ búp bê cho em bé. Nếu như, đúng ạ, trừ khi họ không có một cái bộ búp bê đặc biệt mà nó được inherit, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vậy thì cô sẽ thấy được câu số 3 của chúng ta đáp án là ý B có, đúng không ạ? Ý B đúng. Vậy cô sẽ không chọn ý B, bây giờ cô sẽ chỉ còn ý C và ý D thôi. Ý C và ý D các bạn sẽ chọn được câu để đáp án của chúng ta là ý gì ạ? Đó, ok, cô sẽ còn ý C và ý D thì chúng ta sẽ có ý B của chúng ta đúng rồi. Bây giờ cô còn ý C, D nhá. Ý D chúng ta sẽ có như sau này. À ý C này, trước cái lễ hội đấy thì búp bê Hina đã được làm sao? Được mặc trong những cái bộ trang phục cổ đúng không ạ? Mà nó được bao phủ với những cái tấm rèm màu đỏ. Chợ và ý D sẽ là gì? Búp bê Hina làm sao được phân loại theo cái nhận theo cái gọi là cái tầng lớp, những cái chỗ này mình dịch là búp bê Hina được phân loại theo thứ tự cấp bậc của chúng trong triều đại nhá. Tìm cho cô xem bây giờ có C vào đây thì các bạn sẽ thấy là C D mình túm được thông tin ở đâu nhá. Xem cô nhỉ, cô sẽ có thể túm được cái từ này ở trong đoạn văn sau của chúng ta. Đọc cho cô phần này nhé. Chúng ta sẽ có xem nào. Đọc cho cô phần thông tin, tìm cho cô phần thông tin đây rồi. Cô sẽ có như sau, đó là những cái con búp bê đó, những cái con búp bê giờ đấy đúng không ạ? Đại diện cho, đúng không ạ? Cho triều đình của cái giai đoạn 794 đến 1185 sau công nguyên nhá. Và nó sẽ có đặc trưng đúng không ạ? Nó tức là nó sẽ có vai vế rõ ràng là hoàng đế này, đúng không ạ? Hoàng hậu này, người hầu này, nhạc sĩ này, đấy kiểu như vậy. Vậy thì cô sẽ thấy là ý D của cô là những cái con búp bê đấy có phân chia thành những cái thứ bậc trong cái triều đình ngày xưa có. Vậy 33 cô sẽ chọn được đáp án là ý C bằng phương pháp loại trừ. Xong câu số 33 chuyển đến cô sang 34. Các bạn tập trung cho câu 34 này. Câu 34 là cái câu mà các bạn ấy sau khi thi xong các bạn ấy cãi nhau nhiều nhất ở câu 34. Câu 34 chính là câu cô đưa vào để lừa các bạn và y như rằng những câu nào mà cô lừa các bạn thì các bạn đều sai hết. Đấy, vậy chúng ta sẽ có như sau. Với câu số 34 dịch là
Điều gì được làm với con búp bê sau lễ hội? Nhá, nói chung là bài này đọc hiểu, đảm bảo bao quát toàn bộ nội dung trong bài. Đọc xong là mình hiểu. Đấy. Cô Ba Tử, cô là câu lừa và cô thấy sau khi các bạn thi xong thì các bạn bị lừa khá nhiều. Đấy, chúng ta sẽ có như sau. Ở đây cô sẽ có ra đó là cụm từ throw away, vứt đi này. Ý bây giờ cô là being stored, cất đi này, đúng không ạ? Một cái là vứt đi, một cái là gì ạ? Cất đi. Đấy, một cái là vứt đi, một cái cất đi nhá. Ý C là bị mang bán đi, đúng không ạ? Thực ra là trong đáp án ấy thì nó chỉ có hai đáp án gây nhiễu thôi chứ không nhiễu hết cả bốn cái. Nhá, tiếp này. Ý D của cô là gì? Được trưng bày ở trong phòng của các cô gái. Vậy thì bây giờ đọc cho cô phần cuối nhá. Đó là, đúng không ạ? Từ này bằng từ tradition. Đó là phong tục, đúng không ạ? Để mà put away, chúng ta học cụm từ rồi, học cụm động từ rồi, đúng không ạ? Chúng ta cụm từ put away nghĩa là gì? Đó là phong tục để cất những cái con búp bê đi. Put away là cất đi nhá. Nhớ này, là cất đi chứ không phải vứt đi. Nghe cô đọc cái cô phân tích không? Có bạn sai câu này này. Nhớ. Đó là phong tục để cất con búp bê đi ngay khi lễ hội kết thúc. Over bằng finish, kết thúc, đúng chưa? Có một cái quan niệm mê tín dị đoan. Từ này cô là mê tín dị đoan này, đúng không ạ? Có một quan niệm mê tín dị đoan rằng nếu như con búp bê mà bị bỏ lại, đúng không ạ? Tức là không cất đi, không dọn đi nhá, thì cả gia đình nhà đấy sẽ gặp rắc rối, nhỡ sẽ có những cái rắc rối mà làm sao mang đến cho con gái nhà họ. Thì tiếp này, sau lễ hội đấy có rất nhiều bạn túm vào chỗ này, bạn chọn đúng không ạ? Bạn chọn đáp án là ý A, vứt đi này. Thế gì sao? Sau lễ hội đấy một vài người không phải vứt đi đâu mà là thả, nhỡ thả khác gì vứt ạ? Họ thả con búp bê xuống sông bởi vì họ muốn cầu nguyện rằng cái việc mà họ thả con búp bê xuống sông đấy sẽ làm sao xua đuổi ốm đau và những cái điều bất hạnh đi. Vậy thì họ không vứt đi được, họ thả xuống đấy với một cái niềm tin như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ không chọn ý A. Nghe này, không chọn ý A nhá. Chờ, họ cất đi đấy ạ, chỉ có vài người họ mê tín dị đoan, họ thả con đấy xuống sông thôi ạ. Họ thả nhẹ nhàng thôi vì họ cầu cái may mắn ở đằng sau mà. Nên chúng ta không chọn ý A. Chính xác câu này cũng cô sẽ chọn đáp án là ý B. Xong chưa, xong chưa? Một bài về tuổi, về cái chủ đề celebration rất là hay, đúng không? Bạn thấy là bài đọc lần nào trong thi thử của cô cũng rất là hay, đúng không? Rất là hay bởi vì làm sao? Bởi vì cô có sự đầu tư trong cái việc ra đề mà. Rồi, tiếp nhá. Tiếp này, đúng không? Bạn nhớ là có thi thoảng trong đề của em nó sẽ có những câu lừa như này, đúng không? Thậm chí ở đề thi năm ngoái bạn thấy nó cũng có những câu lừa như này, bạn nhớ cho cô, nhớ nhớ nhá. Rồi, vậy câu 35 của cô là cái câu tìm mối liên hệ, nó rất là đơn giản rồi, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ có này. Cái từ ở trong đoạn văn cuối có nghĩa là gì, vừa cô dịch ở đấy rồi. Bạn nhớ cho cô là trong lúc mà các bạn đi thi á, thì cái bài đọc 5 câu là bài đọc rất là dễ, nhận bài đọc rất là dễ, các bạn không hề gì sợ cái bài đọc này cả, nó rất là dễ thôi. Cho nên bạn cố gắng lấy được trọn vẹn điểm của bài đọc 5 câu này. Dịch như sau: sau lễ hội một số người thả những cái con búp bê giấy xuống dòng sông để mong chờ, đúng không? Để cầu nguyện rằng cái điều đấy sẽ xua đuổi đi những cái ốm đau và bệnh tật, đúng không? Vậy thì cái điều đấy chính là điều gì? Tức là điều thả cái con búp bê đấy xuống sông, đúng chưa? Vậy cô sẽ chọn được câu số đâu rồi? Cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta, đáp án là ý gì luôn? Câu đấy đơn giản rồi, đúng không? Thì cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý D, thả cái con búp bê đấy xuống sông. Ok chưa? Không làm gì khó, đúng không? Bài này không khó. Các bạn đã từng làm bài công nghệ 4.0 khó kinh dị, đúng không? Bạn đã từng làm bài, nói chung là nhiều bài khó, bài này chưa phải là bài khó trong những lần thi thử của cô. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Cô ra đề chắc trượt đại học hết à? Không, đấy là cô cho em để cho các bạn, để các bạn tỉnh táo hơn thôi. Rồi, chúng ta sẽ có như sau này. Bây giờ cô sẽ chữa từ câu sau. Cô sẽ chữa từ câu số 44 trở đi. Bây giờ là 10 giờ 45 rồi, cô sẽ chữa từ câu 44 trở đi. Nếu các bạn còn sức thì cô sẽ chữa các bạn lúc bài đọc kia. Còn nếu không còn sức thì ngày mai cô sẽ chữa cái lúc cái bài đọc đấy, cô up lên trên YouTube các bạn qua xem nhá. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ có này. Câu số 44 nhá. Nào. À, với câu số 44, câu này cũng có tính chất lừa đảo cao này. Câu 44 của cô là câu đồng nghĩa dạ, với phần kiến thức về so sánh. Với câu số 44, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu 44 là ý gì? Nào. Với câu số 44, đề rất vừa sức với giáo viên à? Ok, rồi. Khoanh vừa chắc không bị lừa. Câu số 4 chúng ta sẽ có như sau. Warm blood, mình có thể đoán được cụm từ này, warm blood, đúng không ạ? Những loài động vật màu nóng, đúng không ạ? Thì có cái tỷ lệ trao đổi chất, từ này có nghĩa là tỷ lệ trao đổi chất nhá. Chờ, cao gấp khoảng mấy lần ạ? 5 đến 10 lần so với những cái loại mà có cùng kích cỡ nhưng là động vật màu lạnh. Nhớ dịch như vậy cho cô. Vậy thì với câu số 44 chúng ta sẽ làm như sau. Nhớ, chúng ta sẽ có như sau này. Ý A của cô là
động vật máu lạnh đúng không ạ, thì có tỷ lệ trao đổi chất thấp hơn động vật máu nóng nhậm mà nó có cùng kích cỡ. Vậy thì cô sẽ có như sau: động vật máu lạnh thì có tỷ lệ trao đổi chất nhậm mà thấp hơn so với động vật máu lạnh máu nóng cùng cấp kích cỡ. Vậy thì theo em thì câu này của cô sai đâu ạ? Động vật máu nóng thì có tỷ lệ trao đổi chất đúng không ạ, cao gấp từ 5 đến 10 lần so với những cái con cùng kích cỡ nhựa mà là động vật máu lạnh. Vậy thì câu 44, theo các bạn thì câu 44 cô sai ở đâu ạ? Chưa ạ, câu 44 là cô sai ở đâu ạ? Nếu các bạn thân mến, chúng ta sẽ phải loại trừ từng đáp án một nhựa. Câu số 44 của chúng ta sai ở đâu ạ? Chờ, câu số 44 nhựa. À quên, quên mất còn câu 31 của chúng ta nhỉ. Vậy câu 31 của chúng ta sẽ có được đáp án là ý A, đó là cung cấp thông tin về cái ngày lễ hội đấy nhá. Nhựa, rồi chúng ta sẽ có này. Với câu số 44 cô sẽ có câu này như sau nào. Câu 44 cô sẽ có ý A của cô là động vật máu lạnh thì có tỷ lệ trao đổi chất thấp hơn nhựa, động vật máu nóng mà có cùng kích cỡ. Nào vậy thì cô sẽ có với câu 44 của cô, câu này sai ở đâu ạ? Tại sao ý A sai ạ? Ok, chúng ta sẽ có với câu số 44, chúng ta chọn đáp án là ý D. Tại sao câu 44 ý A sai ạ? Chúng ta thảo luận một chút câu này vì cô thấy các bạn sau khi các bạn thấy xong thì các bạn thấy câu này các bạn ấy kêu rất là nhiều, đúng không ạ? Dạ, cô sẽ có với câu số 44 tại sao IA sai? Đúng rồi, câu 44 IA cô nghe nó có vẻ rất là ổn đúng không ạ? Động vật máu lạnh thì có tỷ lệ trao đổi chất thấp hơn so với động vật máu nóng mà có cùng kích cỡ. Nhưng câu này nó thiếu mất cái thông tin, đó là cái thông tin rất là quan trọng này, từ 5 đến 10 lần, nên là câu 44 của chúng ta sai ở ý A. Biết chưa? Thế còn ý B của chúng ta thì sao sai ạ? Ý B cô sẽ có như sau: động vật máu lạnh thì làm sao? Thì có khoảng đúng không ạ? Từ 5 đến 10 lần. Đúng không ạ? Nhỏ, cái này của cô lại là động vật máu lạnh thì lại nhỏ. Nhưng thực ra cái này nó không phải nói về động vật máu lạnh hay động vật máu nóng nhỏ, đúng không ạ? Nên là ý B của cô sai. Thế này chúng ta sẽ có ý C của cô thì sao ạ? Quá trình trao đổi chất của động vật máu lạnh thì làm sao? Sẽ thấp khoảng, đúng không ạ? Thấp khoảng từ 5 đến 10 lần so với quá trình trao đổi chất của động vật máu nóng. Vậy thì cô sẽ có câu này của chúng ta ý C tại sao sai ạ? Nào câu số 44 cô tại sao ý C sai ạ? Nào ok, câu số 44 chúng ta ý C tại sao C, bị xem cho cô ý D nhá. Chứ là câu số 44 cô sẽ có là quá trình trao đổi chất của loại động vật máu lạnh thì làm sao ạ? Sẽ thấp khoảng từ 5 đến 10 lần so với quá trình trao đổi chất của những loại động vật máu nóng. Nghe nó có vẻ rất là ok đúng không ạ? Nhưng mà lại thiếu một cái đoạn này, đó là với những con phải so sánh cùng kích cỡ cơ, đúng không ạ? Nên ý C của cô sai. Nhờ vậy chúng ta sẽ có đáp án của câu 44 ý D là hợp lý nhất. Ý D của cô sẽ là như sau ạ? Với những cái loài động vật mà có cùng kích cỡ thì quá trình trao đổi chất của con những con động vật máu máu làm sao? Máu lạnh thì làm sao? Thấp hơn khoảng từ 5 đến 10 lần so với những loài động vật máu nóng. Cô chọn được câu số 44 là ý D. Xong câu số 44 chuyển cho cô sang câu 45 đúng không ạ? Câu này của cô là câu có tính chất lừa thật đúng không? Tức là nó đòi hỏi các bạn phải hiểu sâu về câu đấy. Câu này cô công nhận là cô lừa các bạn. Rồi, xong câu 44 chuyển cho cô sang câu số 45. Với câu số 45 chúng ta sẽ có đây là một câu tường thuật hoàn toàn bình thường, không có gì cả. Chờ, câu này chúng ta sẽ có, câu này thuộc là câu kiến thức về. Chờ, đề này em chỉ sai một câu còn lại em không làm rồi. Chờ, cô sẽ có câu này thuộc câu về kiến thức về câu tường thuật nhá. Rồi. Với kiến thức về câu tường thuật chúng ta sẽ có như sau. Nhưng mà nhớ cho cô, trong câu này cô lại chủ lừa các bạn một xíu với cái từ since này, đúng không ạ? Bạn nhớ cho cô như sau là với những cái câu mà nó có cái sự phối thì như này, đúng không ạ? Thì bạn phải nhớ cho cô như sau, đó là chúng ta chỉ lùi của đằng trước, không lùi của đằng sau. Nhớ nhá, đấy là quy tắc. Vậy thì với câu này, đúng chưa? Chúng ta sẽ có như sau, anh ta nói rằng anh ta đã không gặp cô ấy từ khi anh ta. Chỗ này anh ta là sai rồi, trên là cô ta thì không đổi thành anh ta được. Bỏ hết A, B đi cho đỡ vướng. Nhớ, B có còn C và D. C và D cô sẽ có như sau. Anh ấy nói rằng anh ấy đã không gặp cô ấy từ khi cô ấy tốt nghiệp. Vậy cô 45 cô chọn được đáp án câu này là ý C. Tại sao cô chọn ý D? Bởi vì chúng ta sẽ chỉ lùi cái vế đằng trước, lùi thì của vế đằng trước,
không lùi thì của bé đằng sau. Nhớ nhá, trong cái phối thì này mình không lùi đằng sau, chỉ lùi đằng trước thôi. Lên 45 chọn C, xong chưa? Xong câu 45 chuyển cho cô sang câu số 46. Được ạ? Rồi, với câu số 46 đến cái khóa, có em nào 2K2 đang xem chương trình này không ạ? Đến tháng 7 cô sẽ hỗ trợ 2K2 và cô sẽ cho 2K2 làm nhiều những câu lừa như này đến lúc đi thi đỡ bị lừa. Được ạ? Rồi, chúng ta sẽ có với câu số 46, các bạn sẽ chọn được câu đấy đáp án là ý gì ạ? Nào ok, với câu số 46, các thanh niên của cô sẽ chọn được câu đấy đáp án là ý gì ạ? Nào các bạn của cô đâu rồi ạ? Với câu số 46, các thanh niên của cô chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Dạ. Với câu số 46, nhá. Với câu số 46, chúng ta sẽ có câu này như sau. Bạn chả khéo tí nào cả, đúng không ạ? Đó là tại sao bạn luôn khiến cho người khác phật lòng. Dịch như vậy nhá. Vậy cô sẽ có như sau. Bạn chắc là phải khiến cho người khác phật lòng lắm, bởi vì bạn chả khéo tí nào cả. Vậy câu số 46, cô không thể chọn đáp án ý A, bởi vì khi người ta dùng must have cộng verb be high diễn tả một suy luận hợp lý trong quá khứ, câu này chả có gì liên quan đến quá khứ cả. Cô bỏ ý A, đúng không ạ? Ý B của cô là sao? Nếu như bạn khéo nói thì bạn sẽ làm hài lòng người khác. Vậy 46 cô sẽ có, bây giờ cô sẽ còn ý B này. Nhờ ý B của cô thì sao? Nếu như bạn khéo nói thì bạn sẽ làm hài lòng người khác. Nhưng mà cái câu này của cô là bạn không khéo tí nào cả, đấy là lý do mà bạn luôn khiến cho người khác phật. Nhờ, vậy cô sẽ thử ý C của cô xem ạ. Tôi ước rằng bạn khéo léo hơn để mà bạn không làm phiền người khác, à bạn không làm phật lòng người khác. Vậy ý C của cô hợp lý hơn. Nhờ, tại vì nếu như em dùng câu này bằng điều kiện lại hai, nó là sẽ là điều kiện không có thật, không thể xảy ra ở hiện tại được. Nhưng mà cái từ satisfy làm hài lòng đấy, nhưng mà nghĩa câu này chỉ là làm phật ý xúc phạm ai đấy thôi. Nhờ, thì câu đấy nó sẽ không dùng cái từ satisfy được. Nên câu 46 cô chọn ý C. Tôi ước giá như bạn khéo léo hơn để mà bạn không làm phật làm xúc phạm đến người khác. Nhờ. Tại sao mình không chọn ý D? Ý D người ta dùng should have cộng verb be high diễn tả một bổn phận lẽ ra phải làm nhưng không phải làm, cái nó thuộc về quá khứ mà câu này cô không có tí gì quá khứ cả. Chưa? Xong chưa? Xong câu đấy chuyển cho cô sang câu số 47. Câu này cô cũng lừa. Đấy. Vậy nhá. Tiếp này cô sẽ có câu 47, cô sẽ có câu này như sau. Ba và Lan đang nói chuyện về cái sự phát triển của robot, đúng không ạ? Bạn có nghĩ rằng robot có thể làm được những việc trong nhà cho mọi người trong tương lai không? Bạn có nghĩ rằng robot có thể làm được tất cả những việc nhà trong tương lai không? Vậy yeah, sorry, xin lỗi tôi không thể. Người ta không hỏi là bạn có thể hay không, mà người ta hỏi robot, bỏ ya, yeah. Được chưa? Tiếp này chúng ta sẽ có ý B của cô là tôi rất là hạnh phúc nếu bạn thích robot. Ý B không phải. Tại sao không? Chợ robot đã được sử dụng để giúp con người ta với làm việc nhà từ bây giờ thôi. Nên cô sẽ chọn được 47 của cô đã bán lại ý C. Nó, câu này đơn giản rồi. Đây, câu 48 thì cô thấy các bạn lại cãi nhau nhiều. Đó là vào buổi tối muộn và hai chị em gái vừa mới về nhà. Câu này thì cô lại thấy các bạn cãi nhau nhiều. Nói chung là các bạn có những cái suy nghĩ rồi, những cái câu nó rất là đơn giản để các bạn làm cho nó khó lên. Rồi chúng ta sẽ có ý B của cô. À, bạn ấy nói rằng là mình đang đói lắm, chị đang đói lắm, đúng không ạ? Chả có cái gì ăn ở trong bếp cả. Vậy thì bạn kia bạn bảo sao? Em cũng thế, em đang khát, đúng không ạ? Em đang thèm. Chờ em đang khát, đúng không ạ? Em đang thèm một cốc nước lạnh. Chờ có cái rất nhiều bạn bảo tại sao mình không chọn ý A nhá. Tiếp này, cô sẽ có ý B là em đã hoàn thành bài tập trước khi đi ngủ chưa? Không phải, đúng không ạ? Tại sao chị không nghĩ là chúng ta nên bắt đầu rửa cái chạn bát này? Ôi giời, đang đói mẹ còn rửa chạn bát, không phải, đúng không ạ? Ý D là sao? Tại sao chúng ta không thử ăn ở một cái nhà hàng ở cái... Tại sao chúng ta không thử ăn, đúng không ạ? Thử đến ăn một cái nhà hàng mới ở cái góc kia nhỉ? Vậy thì cô sẽ chọn được câu này của chúng ta. Đáp án của chúng ta sẽ là ý D. Nhớ, ý D. Nhớ, chúng ta sẽ chọn ý D. Chưa? Bây giờ đang nói là đúng cái kiểu là chủ đề của mình là bây giờ chị đang đói lắm mà trong nhà chả có gì ăn cả. Đúng rồi, thì nói là vậy thì chị em mình hãy đi ăn ở cái quán kia đi. Nhờ ý D, không chọn ý A được. Người ta đang nói là đói dưới lại nói khát. Được chưa, thế nhá. Rồi, tiếp này. Cô còn câu 49 với câu 50 là các bạn có thể đi được giải cơn đói đúng 11 giờ xong này. Chợ với câu số 49, câu này nhẹ nhàng mà. Đúng ạ, câu này đã từng thi thử ở trong đề thi lửa lần 3 của cô rồi. Cô dịch như sau. Thành phố New York được coi là này. Đúng ạ, trung tâm văn hóa của thế giới. Nó nằm ở trên bờ của dòng sông này. Giờ vậy chúng ta sẽ có câu 49 ý A, đây là phần liên từ đúng không ạ? Ý A as long as, với điều kiện là, không phải. Inspired mặc dù cũng không phải rồi. Bây giờ cô còn C và D. Bởi vì nó ở trên bờ của dòng sông này mà New York được coi là trung tâm văn hóa, chẳng phải là vì nó ở trên bờ nên mới được là trung tâm văn hóa. Ý C sai về nghĩa. Cô chọn đáp án là ý D
Thì câu số chị câu này cô sẽ có như sau. Nhóc mà nó ngự trị ở trên bờ của cái dòng sông này được coi là trung tâm văn hóa của thế giới. Câu này rất là đơn giản và câu này cô không hề có ý lừa đảo các bạn, và câu này cũng không chủ để lừa nhá. Một câu rất là đơn giản. Xong câu số 49 chuyển cho cô sang câu 50. Câu 50 của chúng ta với phần kiến thức về đảo ngữ, đúng không ạ? Đây vẫn đảm bảo chuẩn form mà. Với đảo ngữ là tôi vừa mới về nhà. Tôi đã ngay lập tức bị quay gọi quay lại văn phòng cách đấy gần 10 cây số liền, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có câu này như sau. Ngay khi tôi về nhà thì tôi ngay lập tức bị gọi quay trở lại văn phòng gần đó. Cô 10 chọn A với cụm từ hardly when, ngay khi vừa mới thì. Được chưa? Dạ ok các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ rồi và cô thấy các bạn ấy cũng chán rồi, đúng không ạ? Nên cô sẽ còn một bài đọc nữa. Cô sẽ đây bài đọc này nhá. Cô còn một bài đọc nữa, bài đọc này cũng rất là nhẹ nhàng với chúng ta thôi. Cô sẽ quay video và up lên YouTube cho các bạn. Đâu ạ? Xong chưa, xong chưa? Rồi ok các bạn thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang Anh đến đây là hết. Ngày mai cô sẽ đăng tài liệu cho các bạn nhé, và bài đó sẽ là tài liệu tổng ôn cho các bạn. Ok, tạm biệt các bạn.